10 ngàn bọc hết toàn bộ, chỉ có tỏi là 15. Cà chua 1 kg đúng 15, bán lẻ 20. Con ở trong kia cũng bằng này, giống này. Dạ, ở trong kia 15 ngàn ký, rồi muốn mua mấy trái rồi mua. Con này nó cũng 1 kg một cái hả? Đâu có, con đâu có biết, anh Mãi anh tự anh vô vậy 10 ngàn. Còn mà ai muốn mua lẻ thì con bán giá lẻ. Anh Mãi anh vô hết á chứ không có con vô đâu. Muôn vậy đó, rỉ rề. Có 10 ngàn à anh? Toàn bộ 10 ngàn, chỉ có tỏi là 15 thôi. Nè, bỏ vô đó, đó hành ngò của anh đó. Em cho chứ không phải tính tiền. Rồi, bà có bỏ lên đó không? Bỏ. Bỏ ơi. Ngon lắm anh, 10 ngàn mới tin. Mua gì bà? Mua gì anh ơi? Đó, bọc quá anh lấy vô. Xong lấy bọc màu hồng á. Bọc màu hồng nó sẽ bự hơn miếng. Mà lấy gì nữa không? Nào con cho vào miếng hành. Dạ. Có ngò mà ngò nó mắc con bỏ ra. Nè. Trên 5 ngày giá hả chị? Rồi. Hai người có mày à? Dạ, ở ngoài cũng có kìa. Đó, muốn lấy đâu lấy. Của anh 15 ngàn rồi đó anh ơi. Gì nữa không anh? 15 ngàn. Đưa cái bịch đó đây. Nè. Hả? Chỉ có lên xuống thế gì xuống. Em miếng hành. Nó đứng chứ, nó cũng đứng chứ. Nhưng mà sao bữa thấy cái ông gì á, cái thằng gì nó mới mở, nó nói là đang lên hả? Nhà có đất không? Nhiều đất không? Không, nhưng mà mình hỏi cho mình biết. 10 ngàn, nó nói đất Củ Chi đang lên hả? 17 25 rồi, 30 gì nữa không anh? Chị bán cũng trả giá đó hoài, chưa bán được. Vậy hả chị? Có lên không? Sao thấy thằng gì nè, anh biết nữa, Minh á. Minh nó nói đất Củ Chi đang lên. Em cũng có một miếng đất em muốn bán ở trên Phú Mỹ Hưng ơi. Sai chứ. Cái miếng này chưa chuyển đầu cơ hả? Ở đây. Bao nhiêu tiền? Biết không đó luôn. Chẳng lẽ em 10 ngàn. Vậy hả? Đâu có nhớ luôn đâu, nói chuyện xong không nhớ luôn. 16 ngàn. Mà đất cũng đâu có lên lâu đúng không? Mà xuống thì nó cũng không xuống đâu. Nó đâu có khùng đâu rồi. Nó mua 1 tỷ nó bán 900 đúng không ha? Cả cũng nhiều đó, bây giờ cũng đứng mà xuống. Đất của chị ở đâu ạ? À? Ủa sao anh biết em 5 ngàn đây? Sao anh biết em lên thủ cư miếng đất đó ạ? Ngày xưa em vẽ cho chị. Đâu có. Em vẽ xong anh Mãi không làm. Ủa vậy hả? Cái thằng Minh nó làm. Mà sao kỳ thôi, cái đợt đó không có liên lạc với anh được hay sao em không biết nữa. Ngày vẽ xong Mãi mà nó cũng thương. Nhớ mà. Vậy hả? Sao thằng Minh nó làm cái đó đó? Hồi bữa em lên Phú Mỹ Hưng em cũng... À. Thằng Minh nó làm á. Bản vẽ em vẽ từ mình với chị luôn. Vậy hả? Là thằng Minh nó biểu anh vẽ hả? Đâu em vẽ trên máy, tổng qua cho em à. 25 ngàn bà. Sao em không làm? Chắc cái đợt đó không có tiền hay sao á. Chứ cái đợt này thằng Minh nó làm cho em mà sao không biểu anh làm em cũng không hiểu nữa. Đó, ủa đất chị đâu mà nó trả y gì vậy trời? Đất chị có tiền nè. Mình chị đòi nhiêu mà nó không ấy. Ồ, đất của em cũng đòi 4 tỷ kìa. Ủa, cả 38 mà cả quán. Mà ý là giờ 38 bán được.
Sao? Ồ, sao vậy? Mần sao hả? Ồ, bà bán chi, còn bây giờ tôi đang cần thì ai hỏi? Đó. Em cũng đòi 4 tỷ, chắc 4 tỷ luôn. Bây giờ cần tiền nè mới bán rồi bán được. Không nghe nói là giờ bán đất hợp thì em còn kêu mà. Của em có 100 mét à, được không? Lên lâu rồi. Lên lâu cái thời đó chắc bả lên. Ờ. Đó còn lên có 70 triệu à. Bây giờ lên hỏi. Trời ơi, hồi bữa em lên 1 triệu 1 mét vuông lên. Cái này 20 nè, mua đúng ký 15. Đợt này. Mua đúng ký mới bán 15. Rồi 15 ngàn nè chú, đúng y. Em cũng đòi 4 tỷ á. Của chị em á là ở trên Phú Mỹ Hưng mà 13 mét ngang, 80 mét dài. Của chị 4 tỷ chắc bự lắm ha. Của em 13 mét ngang, 80 mét dài. Rồi mấy nhiêu mét dài? Ủa đất của chị vô. Ờ thì đó. Đất của chị có giá chứ hả? Mua gì nữa không chú? Sao mua có món ha? Con không biết bao nhiêu mét vuông đâu, thì 80 mét dài, con ghi chồng con nói 80 mét dài, 13 mét ngang, 4 tỷ, ở trên Phú Mỹ Hưng. Bên này á, Phú Mỹ Hưng bên này nè, đi đường đi đạo của Củ Chi á. À, đây là à. Kênh hình địa đạo rồi. Chưa tới địa đạo, đi trên đường đó thôi. À, đi trên đường đó. Địa đạo còn vô xa dữ lắm. Dạ đó, đúng rồi, hơn chứ, anh Mãi nói hơn luôn mà. Hơn ngàn mét vuông đúng không chứ? Cò bay thẳng tắn. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với tiếp theo video của Thủy nha. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Đây, hôm nay anh Mãi anh cho Thủy ăn thịt vịt kho gừng nè cả nhà. Bỏ lên đây đi chú. Cô chú 35 ngàn rồi. Ba lăm với 10 45 cà chua 10 ngàn nữa. Ai vậy cô Kiều? Bà bán coi nữa nè, bán đồ không, em không có chơi chị, em đâu có đời nào chơi với số đâu. Em chỉ chị cái bà dưới đây nè, bà chơi dữ lắm. À. Có cái bà đó bán hàng bông á, bà mua với số dữ lắm, đi xuống đó mời bà đây. Đâu rồi? Anh Mãi anh cho Thủy ăn thịt vịt kho gừng và cơm chiên với trứng gà ta nhà Thủy đó cả nhà. Rồi anh còn dở cho Thủy một tô ốc cà na nè cả nhà. Ốc cà na ngày hôm qua anh Mãi anh mua của cái anh đối diện Thủy bán ở chợ Vĩnh Việt đó. 3 kg có 50 ngàn, 3 kg 100 lận cả nhà, mà anh bán cho Thủy. Thì cái kiểu Thủy cũng hay cho anh đồ rồi thì anh em cho qua cho lại, anh bán cho có lấy tiền vậy thôi. Ba ký 100
đây nè, cả nhà thì xin mời của Quyền nhà Thủy. Trời ơi, Thủy sẽ ăn ốc trước nha cả nhà. Thủy mời cả nhà ăn ốc cà na với Thủy. Ngon. Ốc cà na ngon tinh hồn. Hồi tối á, ảnh luộc nhưng mà Thủy đi bán về á, Thủy mệt, Thủy không có ăn, có mình ảnh ăn rồi. Còn nhiều 3 kg lần cả nhà. Giờ tắt mấy đứa con thì có ngày thứ bảy nó nghỉ ở nhà nó lễ. Ngon. Hai chục luôn rồi, thì nấu chạy. Ốc này về mình mua về ăn hay tự làm? Đâu có, anh Mãn tự làm á, mua của cái anh đầu đường đó đó. Anh bán. Thấy. Chắc bữa nay anh không có. Mọi khi ta cũng thấy có, mày kho cái gì anh. Anh Mãn làm cái món này ngon lắm á, xả ớt, có lá chanh thì bỏ vô, bầm 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 vô gì nè, xong hả mình ăn miếng xả thử coi nó rất là ngon, ngon cực kỳ, ăn không vô hồi lễ ăn đi. Nó thơm lắm, mình nêm luôn á, mình nêm luôn á. Mà nó mê, nó cũng mê mà. Trời ơi, ai mê, nhà con ai mê đó. Mà cái này ngon lắm. Này cũng phải có. Mấy bữa nay cũng có. Mua gì anh? Bán nào chị? Cái gì? Anh bán thịt bò. 15 ngàn bó đó đó, mua đúng bó 15. Để một bó. Dạ. Bó thì 20. Không có đâu, tôi bán 2 lạng 5 ngàn có. Đó. Nhìn nữa không? Một bó là có 1 ngàn, 25 ngàn à. Đừng có bỉ gần nghệ giùm em nha. Đi đâu à? Mua dưa về để dành ăn hả? Chả nghe không nữa. Trời ơi, tôi có nhớ đâu đây, rồi cảm ơn nha. Bán nước được không? Bán gì đâu, tôi thằng đi cuối ngày. Ờ, bà ăn bà đi không à. Đi làm gì vậy? Đi về trên ngoại rồi đi đó. Sao mà nó lên dữ ha. Nó lên nó mập với đó ốm nhát là tôi cũng vậy. Tự nhiên nó lên thở nó cũng lên. Thở cũng lên. Dạ. Rồi 13 ngàn gì nữa không chị? Cảm ơn. Con ốc cà na này nó rất là bự nha cả nhà. Anh Mãn nêm nó vừa ăn luôn. Nhưng mà mình kèm chấm muối tiêu chanh hay muối ớt chanh nó ngon lắm. Nó thơm. Nặng cháy tắt cho nó tắt rồi xong. Ngon tới nhà anh mà anh đem ra ra xử. Anh biết Thủy ở ngoài đây á dẫn mới ngồi lễ, cứ về nhà không có mệt thì cũng ít lễ chỉ ngồi miếng mà đi ngủ nghỉ nằm. Thủy rất là quan trọng cái thời gian nghỉ của Thủy là chỉ nằm thôi, nằm không bao giờ Thủy ngồi đâu, tại ở đây Thủy ngồi hoài rồi. Về nhà thì tắm rửa xong thì nằm.
được một cái là bữa nay con gái Thủy hai đứa nó lớn rồi, nó làm bữa nào mà có khách khứa đông đen rồi Thủy sẽ với lại các con Thủy sẽ dọn dọn, còn mà bình thường là các con Thủy nó dọn cho Thủy luôn. Dạ nhìn không trời. Hồi sáng em thấy chị mua gì vậy, phải không? Em sợ em nhìn lộn người không mà em sợ trí nhớ em kém không mà. Ngon quá ở nhà. Anh cứ để bán đi, bảo dặn cứ để bán rồi chừng nào mà còn dư thì đưa. Bộ vậy hả? Mà ta dặn đi, lấy của em đâu có thơm em bán 24 ngàn chị. Rồi thôi anh cứ bỏ vô đi, thì anh lấy bao nhiêu lấy bao, ông dặn trước mình lấy giá cao, chừng nào bà dặn trước em lấy giá rẻ cho. Đã mình nói là chị muốn mua chị dặn em trước đi, em lời tiền xăng thôi. Mà không có chịu đâu, có cái tật gì đó chị ơi. 16 ngàn. Rồi 20. Dặn tụi em trước đi, em lấy đồ của em bán nữa đúng không? Rồi lấy của em. Cái này không lớn bán 9 ngàn trái nha. Ờ. Nha. Ờ. Bán 12 ngàn cái thương này lấy 9 trái. 9 trái á. Bán 4 cái 80. Ừ. 18 này em gái này nó ăn khoai này của em không luôn á. Khoai này bây giờ đang lên á, đáng lẽ chị phải bán 20 á mà chị bán giữ giá cho tụi em hoài luôn á. 18 thứ ai đúng không? Mua gì chị? À, cái gì? Bắp Mỹ 10 ngàn, hai trái á, là 18 ngàn, hồi sáng giờ em bán vậy, còn chị lấy nhiều không? Hả? Vậy? Chị lấy mấy trái? Rồi chị lấy đi, em bán chị 8 ngàn trái. Em bán hai trái 18 ngàn, bắp này em lựa chứ chợ, chợ đi đâu hả? Có được có cái nón đẹp dữ hả? Nón bộ đội đẹp dữ hả? Chị xích vào miếng rồi, ổng đi vai, ổng vô lựa. Hả? Cái nón bộ đội của anh hả? Hay là của ai mà nó đeo dừa luôn vậy? Đến anh cho con uống cà phê. Kinh. Nói, ờ anh về anh dẫn chở nó đi tội nó lắm. Để nhà suốt à. Giờ ổng mà cứ thích ra đây là em sợ lắm. Lỡ mày ra về đường rồi hàng gì nó cứ theo anh là đúng rồi máy bay. Lấy em. Mười ngàn đậu quy hả anh? Có thối tiền không anh? Có tài nhiều ạ. Hai chục, cái nào cũng hai chục hết đấy. Anh mua này nhà bà Duyên hả? Hả? Đâu bắt chả. À vậy hả? Sao anh ăn của nhà cô Duyên á? Nhà cô Duyên ở đây nè. Nhà em ăn đó không à? Chị chả lụa ở đây cái chỗ nào ngon nhất chị nói em coi. Chả lụa ông ăn chị không bán ngon, nó Thanh Sang hay chỗ cầu vượt của chị á. À Thanh Sang còn nào giờ em ăn của cô Duyên. Cô Duyên chị ăn thì thấy ngon không? Chị thấy được không? Em nhà em ăn ông mãi còn đỡ hơn mấy chỗ này ớn lắm.
Chả Duyên ngon lắm. Ờ, từ nào giờ con ăn có cô Duyên không à. Còn Thanh Sang có một bữa, có một đợt bà có tới đây bà chào, nhưng mà bà ở xa quá, mình đâu ra đó. Hả? Ở xa quá. Bắp Mỹ ngon lắm. Để 8 cái. Ừ, 8 x 8, 64. Đâu, đi vô đây nè. Đi vô đi bà ơi, công an nó có cho rẻ đồ xuống đâu, chỉ có ngày chủ nhật mới dám thôi. Thanh Sang em thấy bữa bà cũng chào á. Bà chào mà xa lắm, ai đâu mà bảo mà bán lĩa ở đây nè. Tại chợ bắt người ta ăn chả giò dữ lắm. Đúng không? Chợ bắt người ta ăn chả giò dữ lắm. Ăn chị không làm á. Bán tiệc chị lấy của ông. Ồ vậy hả? Anh ruột không hả? Ồ em đâu có biết. Để Tết em đặt chị nha. Đúng rồi, 88 có chỗ bán 106 không? 88 64. Chị qua đây lấy tiền giùm em. Đây bỏ đây. Cô lấy bắp cải không? Có bắp cải. 23.000 rồi. 23 với lại 22. 343 45 rồi, đúng không? Ừ đúng rồi. Mua về nấu đám á đúng không? Đúng rồi. Bữa nay chị nấu đám chị lấy bắp của em mới luôn á. Em lấy để dành mai chủ nhật á, mai chủ nhật đâu có bắp, nó đâu có cho lựa, anh Mãi đang lựa hai phần rồi. Nó biểu Mãi đổ ra hốt, anh Mãi nói thôi thôi ông lỡ bán cho tôi, cho anh Mãi hốt ở trên mặt. Cho nên chị thấy bắp nó đều không? Chứ không là nó còn nhỏ nữa đó. 31 41 51 54. Tiếp khi nào ra mà có. Ừ. Mấy bữa chị hay kết bạn với em rồi sao không thấy nữa không? Cái máy cũ em mất rồi. Ờ, hèn chi không thấy luôn á. Ờ, không thấy cho nên em hay đăng lên video là mấy chị đều thấy hết chứ. Em đăng hàng của em lên em bán trên mạng hoài gì. Mấy bữa còn thấy chị rồi, hết thấy luôn. Mấy bữa em đã kết bạn với lại anh chị rồi, chồng chị á. Bao nhiêu? Từ từ biết chị luôn, đủ tiền. Ủa, đâu có 54 lận. Giờ mất cái điện thoại cũ rồi, mất hết mấy chị luôn à. Của chị là cái gì quên à. Nên Thủy là gì, Thủy Nguyễn phải không? Thủy Mãi Thủy. Thủy Nguyễn cũng có, Tâm Thủy cũng có. Em có ba nít lận. Ba nít lận. Tâm Thủy với lại Mãi Thủy. Hôm nay nó có làm giòn. Dạ. Nó làm giòn. Bà nói anh ruột của bà à. Mà nào giờ con ăn của cô Duyên không mà. Ừ, mà cô Duyên, bà với cô Duyên là gì? Bạn thân. Mà còn cô Duyên á, bà thương con lắm. Cô Duyên mấy bữa mà mùa dịch á, bà điện cho con kêu người nhà trọ ra lấy đồ bà từ thiện không chứ đâu. Cho nên mình ăn cái gì mình ủng hộ bà không mà. Mình ăn ít lắm cô nhé chú anh chị. Giờ ăn nãy giờ. Xoài đâu còn xoài. À 20 chị ơi. Ông Mãi ông bỏ bán giá 20 á chị. Cứng không mà. Lấy 1 ký hả? À. Đây ký mốt rồi nè, 20. Thôi Thủy không ăn ốc nữa cả nhà. Ồ có cái nước ốc nè, để Thủy hút cái nước ốc thử nha cả nhà nha. Thủy rất là thích hút cái nước ốc.
Thì mời cả nhà ăn cơm. Ăn xíu. Đâu ăn hết như rèo cả nhà. Ngon. Ăn cơm chiên với lại trứng cả nhà, cho nó dễ nuốt mà nó dễ ăn nữa. Ngon. Ngon ghê. Ngon nha. Mặn nó ngọt ngọt lạt lạt rồi. Giờ nó chua chua ngọt ngọt lạt lạt. Ta lựa hết rồi, một đống bự ta lựa hết. Muối gì không? Cà pháo anh mãi không có nói nhiều rồi, nhưng mà cà pháo anh biểu chị bán ra. Ai mua đúng ký 20 hốt ngang á, cho nên nó là chắc cà pháo mắc á, cho nên em điện ảnh em hỏi nhiêu tiền đi, còn không thì bữa nào xuống trả. Cái chuyện có biết giá không? Em điện ảnh em có điện thoại không? Ý là chị báo giá cho em là nó giá cao, cho nên nó là em về em bán cao, bán lỉ ra giá đó đó. Còn mua cho em nhiêu chị đâu biết. Anh biểu chị bán 20 mà bán phải hốt ngang, đúng 1 ký mới 20. Bán lỉ 25 ngàn cho lựa. Còn của em nhiêu chị không có biết không? Thư có đi làm không? Thư có đi làm không? Ăn mặn không? Chị cho mấy trái nè. Hả? Về chấm muối ha. Về cắt ra cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Lấy gì nữa không? Nè. Bé này cúng còn vớt lại mấy trái. Con em hết bệnh chưa? Con nít nó mà bệnh là mệt lắm. Lý do sao chị không đẻ nó là gì á? Chị ớn, chị nói thiệt, chị nuôi 2 đứa con chị nó thức đêm thức hôm nó khóc dữ lắm. Cho nên chị sợ. Không có ai mà hiểu nổi. Chỉ có mẹ mới hiểu con thôi, chứ mình thức đêm thức hôm ai đâu biết. Cho nên chị sợ, chị đâu dám đẻ nó đâu. Chị không có dám đĩa nữa đâu. Chị ăn xong rồi cả nhà, giờ thì chị uống thuốc. Nào. Ngủ gì? Ủa đào, chị nói nè, anh mãi anh đem ốc ra cho chị ăn nè, mà chị lễ có mấy con à nè, còn là em đem về em lễ cho con em nha, đem về lễ cho con em nóng hổi luôn mới tin à. Chứ đem tiếp chị định là đem về lại, mà ngày hôm qua anh mãi anh mua 3 ký lận này nữa không, anh mãi anh mua 3 ký lận. Hồi sáng hồi ngày hôm qua mua về đâu có đứa nào nó đi chơi hết, nó có ăn đâu, giờ mới đem ra ăn nè. Ăn mà có ăn hết đâu. Chị làm biến lễ lắm. Nó ngon lắm nhưng mà làm biến lễ. Mà chị thấy con em nó thích ăn ốc. Hồi bữa lên thấy nó thích ăn ốc.
Bắp Mỹ 10.000, trái 2, trái 18.000. Một đống luôn á, mà người ta mua hết luôn, tao mua tao làm đám á. Ừ. Đây, 18. Cái mướp bà dục lại chứ đâu, tôi thấy mà. Bởi vậy bữa nay liệu hết rồi. Cái này 18 với 12 ngàn cà rốt là 30. 30 với lại 13, 43, nhìn nó không? Em kêu ủa tự nhiên bà lấy hai trái mướp xong bà dục lại một trái. Em tưởng chị liệu. Ai biết 43. Nói xong quên thấy không? 43, 50. Đây này có 43 nè. Ừ em đưa cho chị đó. Chị đưa em đó thôi. Giờ đầu óc đó, em thức đêm đó, nó đơ người luôn. Nói tào lao không? Tiền nó đè. Tiền đâu đè, đang nợ nặng. Chị thấy tụi em bán gì á, nói tụi chị có tin hay không là quyền tụi chị chứ. Em bán từ thứ hai thứ sáu á, là em bỏ công sức của em ra em bán. Về thứ bảy cũng vậy nè, chỉ có ngày chủ nhật thôi nói láo. Còn ngày xưa là không có đâu. Ngày xưa mà như gì chết á, ngày xưa mà như gì em làm sao em có nhà có cửa được. Còn bữa nay em có đâu chị, em đam mê cái nghề của em, mới lại em bán em trụ lâu rồi cho nên em mới ngồi gì nè, chứ biết làm nghề gì. Cho anh 5.000 thành đá mình bịt khổ qua đi. Dạ là 15 à. Rồi vậy nữa không anh? Đó, hành lá nữa. Nè, con ốc nó rất là ngon luôn nè. Ốc cà na, hồi bữa thằng Tư nó cũng đem về mà. Hồi bữa chị làm cho nó đem về đúng không? Cái đợt nó xuống nhà chị nó chơi á. Con em rất là thích ăn nè. 15 hả? 10 ngàn tới 90 đúng không? Nó lấy đủ ký, chị ở nhà mua hộ. Ờ, 45 ngàn lấy đủ 1 ký nha. Rồi đủ 1 ký rồi đó em ơi. Thôi 90 nè. Tôi chỉ lấy cái bọc màu trắng. Anh Mãi anh đưa chị miếng một chén đầy này nè. Mà chị ngồi chị ăn có 1 miếng à. Ở nhà còn nhiều lắm á. Chắc vậy chị nghĩ 3 ký rồi. Cái này đem về cho cái thằng Phát á. Nó phái lắm. Nè 45 nè. 45 cái này là 9 ngàn. Bỏ hành nữa 10 ngàn nha. 55. Hả? Có chứ chú. Củ riêng nè. Này đây nè, ở trong này nè chú lấy giùm con ơi. Là nhiêu em? 55 hả? 55, 60. Nếu 40 anh Mãi anh mới dở ra cho chị ăn. Anh mua ngày qua 3 ký 100. Mà anh làm hồi chiều ngày qua lận. Hồi đêm ngày qua lận. Mà nhà ai cũng mệt ngủ. Giờ anh đem ra. Ừ chú lấy đi. Hồi nãy giờ con mệt. Con đâu có lấy ra 5 ngàn rồi chú ơi. Chú nhắc con mới nhớ luôn. Chứ con đâu có nhớ đâu. Chú hỏi riêng con mới nhớ luôn á. Ừ, kho cá người bắt kho cá phải có riềng đúng không chú? Trời, cái chai nước nó nằm bên này mà đi tìm. Đây thị sĩ uống thuốc nha cả nhà. Thị sĩ uống thuốc. Hết rồi, còn con quỷ. Cái này. Muối gì con?
thì uống thuốc tim cả nhà ơi. Đây là mây hơn đó, mây hơn chị điện cho ổng bỏ vô đó, chứ em bỏ ra bé nãy giờ người ta hỏi anh nói bữa nay thơm 9.000 nha chị, thơm lớn à, 9981 ở trong này nó có 9 trái 20 trái mà bán còn 9 trái rồi lấy 80. Em không có mạng ngoài đâu. À sao mà chị có duyên ấy chứ, ngày qua cũng gặp bà, giờ cũng gặp. Đâu phải lúc nào ông nào cũng đi ngang qua đây đâu. Biết là biết là làm giàu. Ồ, ông này ông lụm tiền liên tục luôn nha, nhưng mà ông không có lấy rồi, không trả lại. Tiền là 04 đó. Tiền 03. Có. Khác là phát tài còn gì nữa. Ồ, cái bà này chắc bà dành con số nào bà cũng dành cho coi. Vậy hả? Sao bữa nay không ghi? Sợ công an bắt hả? À. Em nói chị hồi đó em đi ở dưới thành phố, em ở cho nhà cái một cái bà ghi đề. Xong canh 3 giờ, 2 giờ mấy 3 giờ là em phải ra về đó, em ngồi trước, em nằm ở ngoài cổng á, em nằm về sân á. Cho mấy người đó người ta làm có cái gì là báo người ta liền. Có cái đồ cái giật cái này chuông nó gian ở trong bà chị biểu mà mình không biết là bà làm cái nghề gì. Sau này em mới biết. Nhưng mà cũng bị bắt nhiều lắm chị ơi. Ồ. Ồ hay đi chợ ở đâu mà chạy lên đường đây quen rồi. Hả? À. À. Ờ. Đó ông bán mà ông bán cái đèn. Ba ngày. À à vậy hả? Bà chơi nên là biết cái đây. Ờ. Bà Hà nào em biết à. Bà Hà người bắt hai chồng. À bán gà hả? Không không phải bán gà. Em cũng nhớ quen cái tên á. Chồng bả tên gì quên. Mà em biết bả tên Hà luôn. Chị mà nói tên nó một người chồng nữa em sẽ biết chứ em biết ở đây nhiều lắm. Em ở đây gần 20 năm mà. Em ở đây hai mấy năm luôn á là lúc mà chưa có chồng. Bán đi chỗ cái trường anh Văn đó, bả bán đi trước cửa cổng của trường anh Văn đó. Đây cái nhà dạy anh Văn đâu đó bả bán chứ. Rồi em biết hai chồng bả rồi, bả về Bắc rồi. Đúng rồi. Bả về Bắc rồi, mẹ bả về Bắc luôn rồi. Bác gọi cho em mấy lần. Ồ vậy hả? Vậy hả? Tội à. Em đi mẹ của bả ở đây em cho giấy mà bả về bây giờ người ta cho cái nhà ở. Bả bán ở đây ế quá thôi bả về. Ồ bà cũng bán lần đầu tiên bán giỏi lắm, từ lúc dịch xuống xong là bà bán không được rồi thôi bà về quê. Còn như em có nhà ở đây thì em phải trụ đây chứ, thật sự em bán từ thứ hai tới thứ bảy có bỏ công ra không á, không có ấy đâu, bán chơi gì. Dạ không, em còn nắm đôi gà. Nè ông bà mới kho gừng, dịch kho gừng luôn. À chị nói Hà em biết rồi, ông chồng em á. Ừ. Thôi gì cũng thân hết chứ, vậy bà, vậy cái tính của bà ai bà cũng hòa đồng á. Ừ, không có phân biệt Bắc Nam á. Đúng rồi. Ờ. Không có tính, không có cái tính mà người Nam mà phân biệt người Bắc. Ok.
cái kế thảo không? Hay là bí bầu? Em biết sao bà quen chị rồi, bà ra bán việc, bà bán á. Bà chạy qua nhà em mà không ai ký, không ai nhà em cho trốn á. Bộ vậy hả? Tội chứ ạ, vậy chị cho bà vô đó đúng không? Ờ, bán bên kia là công an đó, nó đuổi nó không cho bán á, nhà bà sẽ tắt qua nhà em. Ủa nhưng mà nhà chị chỗ nào đâu mà chứa dữ à? Bà nói gì nhà trên hai ba lần tiền nói gì vậy? Vậy hả, em không có biết cô. Cửa xe vô rồi một bên cho bán xe tầng bò, một bên cái nơi sắp quần áo nữa. Em có biết cô nói thiệt á, chị nói vậy. Cửa nhà tôi đó. Vậy hả? Thời ban đầu luôn mà ngọt cửa nhà tôi đó. Em ngồi ở bên em này mà. Em trai đó. Ừ đúng rồi, ăn chay trường luôn cái thời điểm 20 vậy. Bà 10 ngàn, có lấy hành không em cho miếng? Cho cộng, hồi đó bà ngồi ngay cửa cho tôi đó. Em ngồi cái bà bán gà. Ồ, em ăn chay 2 năm mà, đó, ăn chay trường 2 năm. Bà tại bà không nhớ đó. Vậy em nhớ thì, không? Thì đường quốc lộ vô là cổng đầu tiên hả? Nhà em là cổng đầu. Bà vô cổng đầu tiên hết là. Hồi đó em bán cá khô hả? Hồi đó em bán cá khô hả? Buổi chiều bán cá khô. À đúng rồi, chị cho cái bà đó là mướn, bà cho em mướn lại chứ. Bà nào mướn? Cái bà nào con em không có cho ai muốn lại vậy đó. Bà bán cơm rồi đó. Bà có. Rồi bữa nào tôi đi xuống nhà bà thử coi. Mai chị gì ta đi ngang bà hỏi em chồng rồi em chồng mà chiều tối khuya hay bỏ đồ về nhà em á. Hồi bữa em đi theo mà em đâu em nằm ở trên xe em ngủ em đâu có ló xuống đâu. Ờ hồi bữa ổng bỏ hàng cho chị. Ừ, em làm xe. À chỗ chị Tâm á hả? Chị Tâm tội lắm, hiện giờ vẫn liên lạc với em luôn á. Chị Tâm lấy đồ của em không mà. Cái này 2 ngàn nha chị. Là 12 với 15 là 27. Thì nó không chị. À cho chị Tâm này giá đi. 27, 32 là 32. Ừ, để em thối á, 32, 40, 50. Rồi gì nữa không chị? Dạ. Anh này mua đúng ký không? Thôi anh và anh mua đúng ký hay 9 lạng rồi. Đi, yeah, là có 45 ngàn à. Cái này tỏi nó thơm lắm. Người ta bán 560 gì á, em bán có 45 à. 45. Ừ. Nhìn nữa không? Về. Nó đi về rồi, nó đi chơi rồi, nó đi uống cà phê với ba nó rồi, không có ở nhà đâu. Sáu ngàn thì nữa không con? Mười ngàn nữa 36 ngàn. Nhà nữa không? Ba mươi sáu, 40, 50 nữa không? Thank you.
Thủy ăn cơm xong rồi cả nhà, nãy giờ Thủy ngồi Thủy bán. Chắc Thủy xin dừng video tại đây để Thủy ra Thủy dọn một số hàng của Thủy. Thì xong lặt vặt rồi đến giờ về luôn cả nhà ơi. Video của Thủy đến đây kết thúc luôn, kết thúc video. Cả nhà nhớ cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ nha. Cả nhà nhớ đăng ký Thủy như nữa nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm dụng cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.